nhớ được mới hay, để có Facebook của hắn gửi qua hình đi cho hắn này, xong bữa sau gửi hình đẹp cho hắn. Mình phí của thì họ thì có mà đăng, mình thì có không cần đăng. Ok, mình nói tiếng mà. Vũ Vũ à, chị ơi cái nước kem dùng thử hôm qua đó em mới dùng mà nó hôi hồng. Thằng BD đấy. Phải không ta? Loại nó hơi hồng mà. Em có cảm giác gì không? Họ có ngứa không? Nếu mà hơi hồng thì chỉ dùng cái kem 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 ngày hoặc là kem chống nắng thôi. Ý là cái đồ dùng thử đó, bữa hôm qua thằng nó mua đó. Ta kêu sáng nay mới dùng mà. Kêu nó đang bôi lợi chi rồi. Tội là vì ra ý là cái mặt của hắn cứ đỡ, xong là hắn cũng bôi serum 1 triệu của mình với lại kem mụn á, mà cái da hắn khi mụn gì này. Trời ơi, cái nó mà tiêu khuẩn thì ăn được tốt. Nó ở Sài Gòn, nó làm Sài Gòn á. Ừ. Trước là đó. Cái nó là tiêu khuẩn là ăn đỡ liền á. Ừ. Nhìn là biết. Nhiều người thì sẽ lấy mụn nó đè, nó bị đầy quá chứ kìa. Mụn đi, dễ bị đầy á. Có khi mua về Đà Nẵng. Nặng đây chậm quá không? Hay là được? Như vậy kìa. Như vậy. Của thầy. Đã hỏi kìa. Đã hỏi chậm quá kìa. Hay nhanh lên xí. Đây là họ nặng, đây là từ từ là ok hơn đúng không? Ừ, chứ nặng nhanh quá kìa là kiểu như là không có đã. Vậy thấy cũng xa hay là gần ta? Chắc do chị tưởng tượng quá. Huệ quay là chị dễ làm nè. Ông nhà quay là chị không làm được luôn á. Cái đưa trong mắt này à. Dạ. Được làm cái lượng con. Đưa vô mặt chị á. Nó lặn che luôn hết trơn là chị không thấy mụn luôn. Thời tiết nó dễ đau. Em ngứa họng đường quá rồi đó. Và sụp xịt khang. Em kêu là em dùng serum của chị mà không xin nghe chi gì luôn. Đừng nói lên quá chừng. Ra bé đi khó lắm. Chị nhớ hồi trước mà em hay làm buổi tối cho hắn, xong là chị làm, chị lấy cho hắn xong chị lấy cồn chị lau không. À con bé nó đó à. Ừ. Thôi trừ là... trừ không biết răng luôn á, không biết giúp ăn kiểu chi luôn á. Em kêu là không về được. Chứ không lấy cái kem với serum nữa.
Nhiều người mình chạy mình nản thì sợ luôn. Bánh này em dùng sợi rung mặt tối nguồn kem. Điều nói là dùng sợi rung không thì chị hề cho nó ôm lại hề cho em thấy có một nữa. Trời, chị không biết nữa luôn á. Nói chung bầu là bầu ít thôi. Mụn bị viêm. Đi trầy trầy nữa chị. Em nói chị dùng sợi rung thôi ít này coi đâu nè. Ý là kem là mới dùng lại hay răng? Không, vẫn dùng sữa rồi, chị chưa ngừng cài môn luôn á. Thế thì hắn mà ngưng thì được, hắn ngưng không được đâu, ngưng là còn lây nữa. Mấy chỗ lũ lụt thấy ghê quá thì tội sợ luôn á, coi mà ta nói thiệt thấy thương. Quê em có bao giờ lụt chưa hả? Chưa. Hà Tĩnh đó, Hà Tĩnh hay bị mía. Em thì chưa thấy mưa luôn á, anh nói đất cao vậy nè, đất cao mà bảo không có đó, bảo anh vô lụt vô đợt trước có đợt, đợt mưa to đùng gì mà rút liền, chưa bao giờ mà thấy nước với nhà luôn á. Báo 200 cái thằng mà kêu bôi lên hồng hồng á. Hà Tĩnh bữa nay đang mưa to. Kêu là nó hồng hồng đỏ đỏ rướng rướng hả chị? Kêu chụp hình chị xem. Mà hỏi hắn là bôi bình màu chi, bình chi. Ngưng cái bình ban đây, ban ngày đi, bôi cái bình chống nắng thôi. Nó bé, rất... con bé. Con bé hả? Ừ. À. Nói hắn là... Hồng hồng, hồng đỏ. À thôi thôi, nói hắn là bôi kem chống nắng thôi. Ngưng bôi hai cái kia đi, bôi kem chống nắng thôi. Tại vì da hắn là yếu. Sợ bôi hơi nhiều chứ, cái nó mà bôi nhiều là không được, cái bôi mỏng thiệt mỏng.
Rồi mình đang bông thuốc. Các tối xong dạ. Bây giờ để. Bây giờ biết anh lấy em rồi. Còn nó nói sao nói vậy thôi. Anh có một liều anh thấy. Anh có tên chưa? Video mà u đà đà nó nằm ở video mà chị nói này bóng máy ạ, nhiều bóng máy mốt cũng hai gì cái nếu mình phải ghi cái gì cho nó khó khó xí nhiều khi bật trong lẫn được đề xuất cao cao thì chắc không đâu. Kệ cái hy vọng đi, nhiều khi mình có một cái video gì hot là sẽ được đề xuất lại mà. Người ta xem, người ta ái nào nhiều á, giống như là giống như lực chia sẻ nhiều, giống như trên Facebook rồi kiểu đó. Ở YouTube nó chia sẻ giống như ở Facebook nè. Hả? Kiểu là nó nhanh, chia sẻ giống như Facebook nè. Đi YouTube cũng có không? Không. Không, không có. YouTube thì giống như mới chia sẻ lên cặp trắng mà xã hội khác. Không có chia sẻ lên trình đó. Chữ là một cái cây mới mà mình làm giống như là lần đầu mình làm kìa. Mình chuẩn video ngon ngon đưa lên là lên nhanh lắm. Hay hay á, giống như hồi trước mình làm cây đầu tiên á kìa. Mình tập trung là mình làm một cây là nó nhanh lên lắm. Thôi giờ làm cục cảnh nó tập trung giờ lại làm nhiều nữa. Chữ tập trung chị nhiều thì mình làm một cây mua đó ấy đi, thêm một cây mua nữa đi. Là một cây nữa này. Bài anh bên làm thêm một cây nữa cho anh đỡ. Chụp trừ ông tùm lâm thứ rảnh mà. Một cây Hà Nguyễn A quen Ngọc Hà bình thường làm cây đi. Làm đi rồi cháu khỏe cũng nhanh nhưng mà kệ làm đi. Trời nhiều cây không mày chị? Thì mình có thì chị sức để làm chị. Thiệt đấy. Bị loạn luôn á xí xí. Ngày đi đi chứ biết không, ngày mai có ca mô quay rắn không chị? Được rồi. Được khi ngày chụp ca em có thấy như bữa dịch em có mấy cục chịu quay à. Tội lắm. Cái kiểu nữa đó em. Hôm nay nãy giờ em định quay nhưng mà chị thấy nhỏ nhỏ thì sợ không có gì.
phải qua luôn chị. Ủa chứ chưa qua luôn à? Nãy giờ thì em chưa xuống mà hồi em lên đây là chưa thấy chút bao giờ chưa thấy. Nhìn đây hồi nãy nghe tiếng bi mà. Anh đi đang buồn quá. Thôi đi. Bởi làm chi được làm đi cho ba mẹ mình ảnh đi không biết được á, nay là cứ mình cứ làm chi có thể cái chết rồi là hết, làm chi cũng người ta đâu có nhận được đâu, ta đâu biết được. Chờ ông khoa tay, ông nậu mà ông khóc dễ sợ. À, ông biết gì à. Múc đưa ông vô hồn gì. Trời ơi. Ông khóc vậy. Thì chiều luôn đó. Chiều ngày nãy là ấy luôn. Là tối nay em về đó. Tối chủ nhật em về đó. Là ngày chủ nhật là cái lúc nó là ấy xong rồi đó. 2 giờ là ấy xong. Tối nữa là mấy cái tính qua luôn để có em á. Ủa chứ vừa rồi là em gỡ rồi mà. Dạ, yeah, thì đi chung đó mà đi thêm. Chị đẹp chị. Chị nghe nó gỡ rồi mà. Chị gỡ rồi. Mụn này là Hà trùm lấy mụn gì đây nè. Ừ, em lại lấy mụn đi đó. Hay là tôi chỉ thấy trùm mụn này mà. Ừ. Mụn mà đã là em kêu chị liền. Để chị. Mà em quay nhiều giọt dạng sau đi mà quay cho. Còn làm ăn lâu dài. Nói để kiếm cách đi. Ráng để mà giàu. Mà sung sướng đỡ lo. Thiệt đó chứ. Chà, chị lo nhiều quá, chị ốm, chị bệnh luôn. Nhiều cái đau đầu suy nghĩ mà. Biết chịu nặng ở đâu luôn á. Hình như bên em vẫn còn nè. Xí xí xí. Đột ngột thiệt luôn. Không ngờ luôn em. Do ổng ngủ mà đi luôn kìa. Đâu có bị bệnh. Ừ. Chứ ngủ với người khác biết liền chứ. Rồi rồi. Do ngủ với cái người say quá cũng mệt mà ngủ
sai quá, mình đâu có nhớ được, đâu biết cái chi đâu. Còn nhưng mà khi mà mình có trái tim mình đập đập thì họ cũng nhớ. Nhiều khi chị nghĩ là khi nó là ông ngủ ở môi chị phòng không? Phòng ổng. Cho lần hai à? Tậu lâu nay chị chẳng chăm ổng nữa. Biết đang bận quá nè, làm về mày trù túi về đủ thứ việc rồi đâu vô ổng đâu. Thì nghĩ ổng còn sống lâu với ai. Nếu mà biết rứa thì mình phải mình làm cái gì có thể đúng không em? Mình làm cái gì tốt cho ổng, hoặc là làm cái gì cho ổng vui, ổng kiểu như cho ổng đỡ cô đơn, đỡ buồn đồ, đỡ tủi đồ này kia. Đây chờ thôi nói mất công khóc. Nói tự nhiên là ý là mình nói tự nhiên nhớ là ổng thấy tội thương. Bà Cali bà viết cái bài viết ấy, chị đọc xong cái chị đọc nửa đường không là chị khóc quá rồi, không đọc nữa, đọc nữa là mất công sưng mắt, sợ chảy nước mũi nữa kìa, chảy nước mũi viêm cái mũi nữa mới làm. Nhưng mà ông nghe chị ông cũng tội, ông có chi trơn không một tiếng nói luôn, mình làm chị làm. Ông hiền, nói chung ông không có khó. Ông tội ông, em trước Nguyễn Hữu Thước đó, hồi ông nhắn tin trên file là hồi em nhớ mà em có đó, đọc kìa. Rồi mà ông nhắn là hồi mà gửi cho ông ít tiền, cảm ơn hai đứa rồi đó. Ông vui lắm, hay lên mạng rồi coi này kia. Bà hôm nay ông kêu, lo là mình yên đẹp ghê vậy. Ông nói chị á, lo mình yên đẹp ghê nha. Cái rứa ba. Vừa rồi ông té mấy lần thấy tội dễ sợ. Kêu lúc đó là kêu người đó, kêu người thê người đó, mà đang chưa kịp thê với chưa kịp bắt camera là ông mắc luôn. Ai nghĩ ông đi sớm được trời. Thì nghĩ phải đau phải ốm gì đó rồi mới ấy gì. Tại vì ông đau ông đi bệnh viện bình thường, ông về bình thường. Chứ ông không đau tự nhiên ông đi. Mấy lần ông nói rồi, ông kêu đi chứ. À, ta sống đi mô ta đi giờ mô không biết đó nghe chưa. Ông nói rồi đó. Nên là ông kêu là ta sống được bao lâu nữa đâu mà tụi bay nói này nói kia.